thưa vị huynh, không có gì đáng ngại. Dù đao kiếm tràn lan, mình là dân trong làng, khi có giặc thì mình lo tự vệ. Vị huynh đừng câu nệ, hãy cùng chúng tôi nhấp cạn mấy ly, để rồi anh em mình sẽ cách trở xa xôi biển thiệp. Thưa vị huynh, trời còn sớm lắm mà. Thưa anh chị, giặc này là giặc hung nô, lũ mang sợ hung tàn, nó bất cần ai lính ai dân. Khi muốn chiếm cõi bờ thì đâu còn chút lòng nhân. Trai bị chúng giết, gái bị chúng ép duyên, làm điều tàn bạo. Sự tàn bạo không riêng gì con gái, mà cả người có chồng hay quả phụ tứ tuần. Khi chúng lọt vào làng thì tra xét lung tung. Vì thế nên vợ chồng em lo sợ, nên định trở về Sơn Thọ. Chúng tôi cũng biết vậy nên mới đến đây. Nhờ cây chú Tào Phùng đem ra đây mấy cốc rượu nồng, để đánh dấu ngài huynh đệ chia tay. Bấy lâu nay thề sanh tử có nhau, tránh giặc loạn đành phải tiêu hao. Huynh nghe lòng cũng rạn nứt buồn đau. Em về làng Sơn Thọ xa xôi, đường thăm viếng khó tới lui. Anh chị hiểu giùm lòng dạ của chúng tôi. Vậy anh chị sang nhà em tá túc, để đợi chờ trong một ít lâu. Mong cô mà chiến thắng ai đâu, đây lời thật tình xin anh chị chớ đắn đo. Cứu người, cứu người! Ca không ơi, làm phước cứu chồng tôi. Chúa Khắc Hoàng, anh ơi, hãy sống lại với em. Anh Quang ơi! Dạ. Trời đất ơi, thêm một mạng người nữa rồi. Anh Quang, ở đây có ông Lan nào giỏi không? Chỉ hộ chúng tôi đi rước để cứu người. Ông Lan hả? Ông Lan rất giỏi hả? Có chứ, ông ấy là cha tôi nè. Nhà đâu? Anh dắt tôi đi rước. Dạ, vùng này chỉ có ông Tào Phùng, trọn đời hốt thuốc thật là hay, chỉ sanh đứa con trai tên là Tào Bình. Khổ quá, cách đây mấy bữa hùng nô lũ giặc nó bỗng bị thương. Chúng đến nhà nhưng nghe thuốc hết trơn, chúng nó nổi giận đâm ông loài ruột. Trời đất ơi, lòng vòng quá thì nói chết đi. Trời đất ơi, chết cũng phải có lý do nhé. Thưa cô, ông đây là? Dạ, chúng tôi quê ở Hải Xuyên. Tôi tên là Lai Nhi. Còn chồng tôi họ Chu, tên Cát Hoàng. Chúng tôi muốn hỏi, ông và cô đây là dân chạy loạn à? Dân, quân giặc tràn vào thôn xóm nhỏ, lục soát tìm những cô gái giàu trinh nguyên hay đã có chồng. Chúng đốt nhà cướp của ép duyên. Tôi là một nạn nhân trong cảnh ngộ. Cơn quốc hờn tột độ, chồng tôi liều chết trong quân Mông, nhưng mạnh hổ quần hồ nan địch, sau cùng chàng lâm tai nạn, vết thương gần tri mạng. Các ông ơi, làm sao cứu sống chồng tôi? Cô hãy kêu người tỉnh lại, chúng tôi đi tìm thuốc trị vết thương. Hình như là nặng quá. Dạ, cảm ơn hai ông. Anh, Chu Cát Hoàng ơi, anh hãy tỉnh lại. Lai Nhi đâu? Vợ tôi đâu? Lạc đâu rồi? Chu Cát Hoàng, em là vợ của anh đây. Em vẫn còn sống và không sao cả. Anh hãy tỉnh lại đi. Nhờ hai ông sẽ đưa anh đi tìm thầy cứu chữa. Dạ, xin đa tạ. Cảm ơn hai ông đã có lòng nhân đạo, nhưng đã trễ mất rồi. Chú Cát Hoàng không còn sống được bao lâu nữa. Chú Cát Hoàng, chắc trời còn thương nên cho anh gan ngượng đến phút này, để chúng ta còn thấy mặt nhau đây, để nói lời ly biệt. Chú Cát Hoàng, anh, mạng anh dù hết, em liều chết theo anh. Trời ơi, sao không thương cho đôi mai đầu xanh, dương khổ lũy khi tình nồng thâm đượm. Ông Cát Hoàng đừng bi quan lắm, tử sanh cho ở hoàng thiên. Ông hãy nằm tĩnh dưỡng cho yên, đừng xúc động, vết thương thêm rỉ máu. Dạ, tôi xin ghi nhớ hai tấm lòng nhân đạo. Về ấm ba, tôi chẳng hề quên. Lai Nhi ơi, nghĩa phu thê tưởng được lâu bền, có ngờ đâu trong chốc lát chia đường. Ui, không. Em ơi, sau khi anh nhắm mắt, em nên làm lại cuộc đời. Không.
mưa dỗi mưa lời. Thiếp nguyện ở đây thờ chồng cho trọn đạo. Không, em còn trẻ, còn nhiều hy vọng. Tóc còn xanh, đừng để sớm phai màu. Vì anh vui chôn lắm đi đời xanh, lòng anh đỡ đau khi nhìn em mắt tuôn lệ nhòa. Tình đời chia phôi, dòng sông ngăn lối. Cầu chúc mai hòa, giờ đành lìa xa mối tơ duyên tàu trang. Đừng nên nói lên biệt ly, vì em chưa theo cho trọn niềm. Biết thương nhau không, gặp nhiều lòng đông. Bài chi ngang trái quân mong bao tàn, giờ chồng hai phan xót thân hồng nhan. Lai Nhi ơi, những tiếng reo hò của giặc xâm lăng ấy đã kết tinh lại thành bàn tay át hai. Nó đã bẻ gãy tình đôi ta bằng dáng lời ngán trái đau. Sát hoàng Lai Nhi ơi, mạch tim anh ai dội khơi nguồn, cho dòng máu yêu tuôn trào lai lang, lệ rạc rào khi hai nẻo cách phân. Các hoàng ơi, xin chàng đừng nói tiếng biệt ly, rồi cao hỏi xin trả cho chồng hỡi làm chồng anh không tròn bổn phận, xin hẹn kiếp sau chồng vợ tương phùng. Trời ơi, đứng trước cảnh nước nhà nguy ngập, thử hỏi ai ai là kẻ anh tài. Làm trai cho đáng thân trai, khi dân mất nước sơn hà nô dòng. Sôi căm hờn quân Mông
tóc tàng gieo bài thế lương sang hương điêu tàng vì quân mong ngập tràn. Quân đô chuẩn bị bao cụ hương này để ta vào lục soát nghe chưa? Lai Nhi, dạ. Bọn giặc Mông Cổ đã đến, cô mau dìu các quan theo ngã hậu bốn đào. Cô ráng lo săn sóc vết thương, tôi cạn lối quân Mông, hẹn ngày sau gặp lại. Dạ, dạ xin đa tạ các vị ân nhân. Chết, lũ giặc đã đến kìa, làm sao trốn tránh? Anh chỉ cứ ngồi yên, tùy cơ ứng biến. Quán! Quán đâu? Đốt quán đi! Dạ, 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 dạ khoan, dạ khoan. Dạ bẩm ngài đốc tướng. Trời đất ơi, dạ hôm trước dạ năm ngăn bãi nóc. Dạ ngài đốt rồi không hả dạ sao? Còn có cái quán nghèo, dạ đón khách dạy lâu. Ngài đốt nữa rồi biết lấy gì mà nuôi sống. Dạ còn lại ngài tha cho mà. Mày ở đâu? Sao ông kêu mà mày không dạ? Dạ bẩm ngài đốc tướng. Con mắc nấu cháo heo để đại ngài đốc tướng. Cầm miệng lại. Cháo heo là để nuôi heo, sao mày dám nói để đãi tao? Sợ chết của mày. Dạ, dạ, dạ bẩm ngài. Dạ con nghe ngài đốt quán nên con hớ thồn lính quýnh con quên. Chứ đâu phải là cháo heo. Chứ cháo gì? Dạ cháo gì? Dạ cháo thịt heo. Cháo thịt heo. Dạ con lựa toàn là thịt nạc, lóc bỏ mỡ bỏ da. Dạ con biết mỗi ngày đó là đốc tướng ghé nhà nên con nấu cháo heo. Ồ không phải, ý, cháo thịt heo để đãi ngài đốc tướng đó chứ. Tốt lắm. Quán, hồi sớm tới giờ mày có thấy thằng nào bị thương chạy vào đây không mày? Dạ, dạ đâu có, dạ không có. Không có? Dạ. Quát! Dạ. Vậy chưa máu của ai loan đổ đây? Dạ, máu, dạ máu con gà cồ, máu gà. Máu gà? Các cổ gà sao không lấy máu vào tô? Dạ lúc cắt cổ gà thì ở nhà sau. Còn máu này tại sao ở nhà trước? Dạ lúc cắt cổ thì ở nhà sau. Dạ con làm sảy tay nên nó chạy ra nhà trước. Dạ nó chạy qua rồi nó chạy lại. Rồi nó dãy đạch 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 rồi nó chết. Dạ thành thử ra máu gà nó đổ tùm lum nó chứ. À vậy là máu. Dạ máu này là máu gà. Thôi, tưởng đâu thằng Chu Cát Hoàng vào đây chứ. Dạ, dạ cái quán này nó trơ trọi vậy đâu dám chứa chấp ai. Tốt lắm. Quán. Cô tao, ủa dạ có con. Cô gái nào ngồi đó vậy? Dạ không à. Léo bếp. Có mà dám nói không, chết nghe con. Dạ con nói không là không phải là con gái, mà là đã có chồng. Chưa chi mà đã quạo rồi. Ý đã giận rồi. Có chồng? Chồng là người nào? Dạ đó, cái người ốm ốm cao cao, nói năng như cọp rống đó. Thiệt mà. Trời rồi, tôi nghi quá bữa nay đụng rồi. Đụng gì? Dạ con nói là đụng một mối ngon lành bán sạch sành sanh ráo trọi. Dạ, chào đốc tướng. Không cần, tất cả hãy ngồi yên. Ta muốn hỏi qua thiếu phụ này. Nàng ở đâu? Tên gì? Đã trình qua đốc tướng chưa? Đẹp quá. Thùy Hương em, nên lễ phép trả lời cùng đốc tướng. Nàng tên là Thùy Hương. Nếu ở trong vùng kiểm soát của ta, sao ta chưa một lần thấy mặt? Còn thằng này, mày tên gì? Dạ, Dĩ Sơn Tùng. Lão khuyết, đã là anh em sao lại khác họ? Quân sĩ đâu? Dạ. Thật trói cả bốn người. Dạ khoan, bẩm ngài đốc tướng, Thùy Hương và Dĩ Sơn Tùng tại ngài nghĩ là anh em, chứ thật ra là chồng vợ à. Cầm miệng lại. Ai mượn mi nói chớ? Vừa rồi hắn kêu em. Dạ, tình phu thê đối xử êm đềm, chứ ở ngoài đường mà nói năng vô lễ, người xấu miệng sẽ chê là thất giáo. Quân sĩ đâu? Bắt tất cả giải về dinh. Xin cho biết tội tình rồi sẽ cho lệnh bắt. Nếu các người muốn thoát,
để nàng ấy lại cho ta. Bổn quan sẽ thông qua tội các ngươi lạ mặt. Tội lạ mặt à? Chứ không phải vì mê nhan sắc, cậy quyền hành ý thế làm ngang, chiếm đất đai nhưng chưa chiếm được lòng dân. Đừng để căm hờn sôi động máu. Trần Quân, anh à... Anh chị đừng lo sợ. Chàng đừng liều lĩnh không nên. Em chớ lo, để mặc cho anh. Tại sao ngươi lại đánh liều gan tiết tháo? Ta muốn gái có chồng được dạng tấm băng trinh. Đó là tại ngươi muốn mang quả vào mình. Hỡi lũ xâm lăng đừng cậy thế. Hãy xông vào bắt hết dây dân. Trần Quynh, vì vợ chồng em mà anh dính quả vào thân, lũ giặc sẽ đem quân đến đây mà lục soát. Anh chị hãy đi đi, có xảy biến điều gì vợ chồng em gánh chịu. Em không ngờ Trần Quynh tài như vậy. Hắn ta nhìn chị nên chóa mắt, tưởng đâu dân chúng chạy tay không. Mai cho ta là hắn chẳng đề phòng, giờ muốn chữa vết thương cũng phải 5-3 bữa đó. Ờ, hay là cả anh em ta tránh khỏi nơi này. Không sao, em đừng lo ngại. Dĩ Quynh, tôi sẽ đi tùng chinh giúp nước để tiêu diệt loài mạng rợ hôi tanh. Vì dân ta đang sống trong cảnh an lành, tuy cuộc bẩm cài sâu nhưng chi quật cường có từ lâu. Đời sống nông dân tuy chỉ biết yêu ruộng vườn, nhưng chi quật cường đánh đuổi quân Mông. Nếu về quê mong anh chị an lành, và chờ đợi thanh bình tí mũi mình đoàn viên. Nghĩa đệ huynh cô hữu kim bằng, giờ biết nói gì lúc mình sắp xa nhau. Trừ tướng quan chỉ kỹ chưa nhấp cạn men nồng, nhưng lòng đã dặn lòng suốt đời người không quên làng. Em muốn hai họ Trần và Dĩ chỉ kỹ giữ mãi tình thâm, để hai họ chẳng xa vậy mình kết thông gia. Ý thiếp là như thế, còn ý chàng lại nghĩ sao? À, phải rồi, để đáp tạ lòng hiền đệ, vậy anh em mình kết nghĩa thông gia. Đệ cũng bằng lòng lắm, nhưng em chỉ sợ rủi vợ em sanh nở sớm hơn thì sao à? Thưa chàng, có sao đâu. Có câu nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một, nếu một kèo một cột, trở về già cũng dễ ngó dễ coi. Nếu lỡ cùng trai cùng gái nè. Ờ, nếu cùng gái á thì kết tình tỉ muội, nếu cùng trai thì kết nghĩa đệ huynh, còn một gái một trai thì nên tình phu phụ. Nghe ai thế bao lời ngoan hiền, khiến cho lòng thêm thương. Anh cầu mong cho duyên của con sau này đưa thắm hương yêu, khi thanh bình âu ca tình hai con chẳng xa. Nhưng thầm lo cho con chúng ta sau này, con gái hay trai, chỉ mong trời cho sanh trai tình hai con đâu xa. Nhưng thầm lo cho con của em sau này chẳng phải con trai, chớ lo cầu tình chị em, mong chứng thương trọn đời đừng nên đối rời. Dù gặp cơn non mòn biển càng, nhưng lòng
xúc cảm bồi hồi. Nhưng lòng em đắng đo thêm sầu lo mối duyên, còn lìa xa cách nhau thêm càng lo nghĩ, vì non nước ta chưa bình yên. Lo bởi vì chinh chiến tống tan lan tràn, vì mong cô xâm loạn kia sớm làm điểm tan, dần đôi rét ngập tràn. Mình làm trái đâu đành yên ngồi, kìa đất nước lầm than. Em dài trời ban phương mối duyên, con hình từng đi cảnh sau này. Lòng thầm mơ thanh bình trở về, nhìn dân làng yên vui sống trong an nhàn. Dân làng vui hát ca Dĩ Sơn Tùng Hiền Quýnh Trần Quân. Ôi muôn dân sống trong điều tàn, vì quân xâm lăng dèo tóc tàn điều tàn. Mình làm trái phải chen vai lo cho gánh nặng, hơ quanh tại trong nhìn cảnh điêu tàn. Em ơi, xích xiềng trói buộc dân ta không đáng kể, mà xích xiềng trói buộc giang sơn mới là điều tôi quan hệ. Nhưng nay vì sự tồn vong của đất nước mà em cùng bước chân theo nhịp trong quân hành. Vì lửa xâm lăng của quân Mông Cổ hừng hực cháy lan tràn, em không nhìn cái chết của muôn dân thống khổ, mà rồi em tỏa thị điềm nhiên. Đêm về gió lạnh rừng sâu, buồn sầu cô đồng cõi sầu tan thương. Rồi đây giữa chốn chiến trường, đợi em tươi sáng hay âm dương kia đường. Dĩ Sơn Tùng Hiền Quýnh ơi, non nước đã đến hồi ngoại ban xâm chiếm, vậy anh nên xóa bỏ vinh quang để lo cứu sống sơn hà nghiên. Không, anh không thể lung lạc lòng tôi mà làm nặng lòng bao người chờ trong mong đời. Em chết, anh chết, chưa có phải là hết. Người này chết kẻ khác đứng lên, hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi quân Mông để giữ vững sân. Thời gian sẽ dẫm nát đường thù hận, mưa thái bình sẽ tươi tắt lửa hờn căm. Đời dân sáng lạng như ánh trăng rằm, khi em quỷ diệt muôn tàn ngày ngoài ban. Ta cầu nguyện trời Phật cho đất nước thanh bình, dưới ánh sáng bình minh không còn đen tối nữa. Thiếp lo mai hậu con mình khôn lớn, cầu trời Phật cho chúng đẹp đôi. Nhưng binh đao khói lửa tơi bời, lo cho trẻ vì chiến tranh đành mất mẹ. Em đừng có nói vậy, dù em có bề nào thì... Thì anh có vợ khác chứ sao? Không không, dạ thủy chung anh có lẽ nào, thà ở vậy nuôi con đến lớn. Thưa anh chị, nay anh chị đã bằng lòng, trước khi giả biệt chúng ta nên làm tờ bát tự. Phải, chúng ta viết vài hàng chữ để cho trẻ về sau. À, phải đó, phải đó.
giặc giả mà, rủi ro có bề nào, chúng nó tự tìm nhau mà chúng sống, phải không Hiền muội? Hay lắm, còn gì bằng hai họ kết thông gia. Anh Quán ơi. Dạ quán đây, dạ quý khách cần gì vậy? Dạ hai ông kêu hai bà, hai ông, hai bà kêu con. Nè, anh làm ơn cho tôi mượn giấy viết. Trời đất ơi, trời bộ tính biên nữa sao đi cha? Biên cái gì? Trời đất ơi, thì biên nó mỗi lần ăn là mỗi lần biên là sập tiệm rồi, trời đất ơi. Không đâu, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi trả tiền rượu. Đây, còn dư tặng luôn cho anh đó. Dạ đa tạ quý khách, dạ đa tạ đa tạ. Nhờ anh làm ơn cho mượn giấy viết. Dạ có liền có liền. Dạ đây dạ đây. Dạ đây mực tàu đen thủi, dạ giấy trấn tin anh, dạ mời quý khách. Hai họ Dĩ Trần chứng có cao xanh, nhất tâm lập niên canh bát tự. Dân sinh đang điều linh, bao tiếng khóc ngập tràn. Ai là trai đem tài đứng lên diệt Nga thù? Lòng nghe tiếng dân than, khóc điêu tàn do với xâm loạn. Dân mình ai mất thâm tình, thân làm trai đâu nỡ đứng yên nhìn sao. Nguyện đem thân hy sinh, mong chiến thắng về mình, đem nguồn vui yên lành rưới tràn cho dân lành. Nghe lời của em thâm tình chàng chứa, anh thêm buồn lệ ứa, thương người dân khóc than điều linh buồn sao buồn. Anh viên liều thân sông với em ra đi, cương nguyên sang hà để hiệp một nhà. Đến quê em trong ma chờ ngài hiến dinh đoàn viên, con thờ chúng ta ra đời mong giống cha phò sứ hương hà. Thân làm trai đâu thấy miệt mài, lòng anh nguyện ra đi vì dân. Quê nhà hiền thế gắng công chờ ngài vui đoàn viên, nhất gia sum vầy. Tạm biệt, chúc mã đáo thành công.
trôi qua rồi à, tháng năm dài dường thoi đưa. Lúc xưa quái hùng tao chiến thông cho đời, tại trận quân Trường Sa dọc ngang đem sương máu bồi đắm cho sơn hà, nay về nhân tận nguyện. Ngày thấm thoát như ngựa qua cửa sổ, mỗi lúc đông về chẳng nhớ vị Sơn Tùng. Vì cứu ta thoát khỏi hiểm nguy mà Tùng lại xa đi mãi mãi à, không biết chị Thùy Hương có còn không. Có nhiều khi thăm hỏi cũng bất tri hà xứ tại, còn hiền thế ta sao 10 năm mới trổ được một hài nhi, rồi cũng lặng lẽ ra đi để cho ta một mình nuôi con dài. Lão đặt tên con nó gọi là Trần Chi, để có người đó nương lựa. Thân già nuôi yêu đau mà sống trong cơ hàng, con thơ côi sống cùng cha, thương trẻ thơ xa mẹ hiền. Bao tháng năm dần trôi đã qua, Sơn Tùng kính sống yên mồ, thương thay tàu tàu nao nương hà phương, do chiến tranh gây điều tàn. Ơi thật khổ quá, con mất mẹ khóc la vì thiếu sữa. Cô trở dây từ bữa lần hồi, cảnh thương tâm cha tàn tật con đơn côi. Ý quên mất chứ, thả mấy lưỡi câu kiếm dài con cá, thăm thử coi có dính con nào không đã. Ơ kìa, con cháu nhà ai ngất xỉu vậy kìa. Ồ, sao mà nóng quá, chắc cảm ngộ thương hàn. À phải phải rồi, lão còn chai thuốc giải cảm tiêu ban cho cháu này uống mai ra hồi tỉnh. Cháu ơi, cháu ơi, uống thuốc đi cháu, uống đi. Tội nghiệp hơn, phong vũ bất kỳ mấy ai mà tránh khỏi. Ơ kìa, tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi. Con cái nhà ai mặt mày coi hiền hậu à? Cháu, cháu định đi đâu vậy? Người bệnh mà té coi chừng nhập thổ chết luôn à. Bộ cháu khát nước hả? Để lão lấy nước cho nghe. Dạ không, cháu không có khát nước. Bác ơi, bác làm ơn cho cháu biết đây là đâu. Còn nhà này. Nhà này là của lão, giờ ở đây thuộc huyện Kỳ Giang. Cháu yên tâm, ở thôn này phần nhiều là dân lương thiện. May quá, huyện Kỳ Giang. Thưa bác, tại sao cháu lại... Lại ở nhà của bác phải không? Dạ phải. Vì cháu nhớ là đi qua khỏi khu rừng nè, thì cháu cảm thấy... Vậy là ngộ gió, cháu quên rồi.
Bác thấy trước cổng cháu nằm thoi thóp thở, tay buông xuôi hai mắt im lìm, bác mới đổ thuốc mà cứu chữa đó. Trời ơi, nếu mà không gặp bác thì con đã chết rồi. Dạ, đôi lại này con xin bác nhận cho. Đừng, cháu không nên bận tâm như vậy. À, cháu định về đâu? Dạ thưa bác, cháu về huyện Kỳ Giang. Cháu về huyện Kỳ Giang? Dạ. Thì ra cháu là người ở... Dạ, cháu ở thôn Sơn Thọ. Thôn Sơn Thọ, xa dữ vậy à? Dạ, cháu mất cha từ thuở nhỏ, khi náo nương với mẹ mà thôi. Vậy mà trời cũng không thương, mẹ cháu cũng qua đời. Người dặn cháu đến huyện Kỳ Giang tìm thân tộc. Tội nghiệp không? À, vậy là cháu có thân thích họ hàng? Dạ không, đó là gia tộc nhà chồng, chứ riêng con thì không còn ai quyến thuộc. Cháu bảo sao? Cháu đã có chồng. Dạ, đó là lời cha mẹ hứa hôn. Hình như lúc ấy cháu còn nằm trong bụng mẹ. Cháu còn trong bụng mẹ mà cha mẹ đã hứa hôn. À, cháu có thể kể đầu đuôi khúc chiết, nếu biết bác sẽ chỉ cho mà tìm. Dạ thưa bác, 13 năm trước. 13 năm trước. Mẹ con kể lại là thế nào? Xưa Mông Cổ tràn sang, dèo bao thảm cảnh điêu tàn, bóng bế nhau lánh ngang, bao tiếng khúc than của dân làng. Dĩ và trần chia ly, lệ rơi thấm ướt bờ mi. Đều nhập ngũ, 13 năm chẳng thấy trở về. Mẹ con vì bệnh nên người đã chết, nhưng dặn con tìm đến Kỳ Giang làm dâu trong muôn một để tạ lòng tri kỷ. Dặn con dặn cháu đến làm dâu để tạ lòng tri kỷ, mà cháu có gặp chồng của cháu chưa? Dạ hồi đó cháu với chồng của cháu thì còn nằm ở trong bụng mẹ. Nằm trong bụng mẹ? Trời ơi, có ly nào cháu... Chắc cháu cũng biết tên cha mẹ bên chồng chứ? Dạ mẹ cháu trước khi chết có dặn kỹ, cha mẹ chồng của cháu là gì hả cháu? Là Trần Quân và Mai Thị. Trần Quân Mai Thị? Nói vậy cháu là con của vị Sơn Tùng. Dạ phải, bác đã biết phụ thân cháu rồi. Bác ơi, bác làm ơn chỉ nẻo đường cho cháu tìm nhà. Cháu mồ côi, không mẹ, lại xa cha, chỉ còn có gia đình chồng là họ hàng thân thích. Bác ơi, sao bác khóc? Bác không muốn giúp cháu sao? Không, bác khóc gì? Vì sao vậy bác? Vì bác thương con. Bác thương cháu. Bác khóc vì bác thương cháu mà. Nếu thương cháu
bác chỉ đường cho cháu đi tìm. Bác cũng muốn chị lắm, nhưng 13 năm sống nuôi khởi đao binh, muôn dân chịu điêu linh vì khói lửa. Cái tên Trần Quân đã chết, chết dần trong quên lãng, và nhà cửa chai tiêu tan. Vì đã có một thời chàng liều thân giúp nước, và nghĩ phận râu mài nên tiên bước. Chi cả tan bồng phải đền ơn câu thủy thổ quốc dương. Vậy là bác có quen với cha cháu, bác hãy làm ơn chỉ nẻo cho con tìm đến tận nhà. Trước lại mẹ cha sao muôn gửi thân bộ liêu, cho một người chồng 13 năm dài phụ mẫu giao. Tìm đến mà làm chi, cho thân nữ nhi thêm dương bận bên mi lòng. Ba khuyên trao đi tay gia theo chồng, để kiếp hồng nhan khỏi bần hàng cơ cực. Đâu chắc gì bên chồng cháu còn sống được đâu, vì thời buổi chiến tranh sống chết đâu có biết được. Dẫu sống chết con đây cũng phải đi tìm, con nguyện đến làm dâu đến trọn đời. Cảm ơn bác. Bác không chỉ, con cũng đi. Con quyết tìm gia tộc bên chồng, đi trọn ước nguyện do mẹ cha định đoạt. Thưa bác con đi. Khoan cháu. Trời sắp tối rồi, bác để con đi. Dĩ Phương Cầm. Dĩ Phượng Cầm, bác, bác là ai mà biết tên cháu? Bác là Trần Quân đây. Hả? Bác là? Là bạn thâm giao của vị Sơn Tùng, mà cũng là cha chồng của con đó. Ngồi ngồi nhìn nhau, ngồi ngồi nhìn vừa phân qua thương cho
đời lòng đông. Giông to làm tả tơi đi đời qua. Lão cư hàng mãi tranh nghèo, chẳng dám nhìn đứa dâu hiền. Cháu nên về bán cho quyền, cháu thay chồng để nương nhờ. Con hãy về đi, con hãy về đi, nhà của bác nghèo lắm. Không, con không có về đâu, con không tái giá. Con xin ở lại đây, con không làm trái lời của cha mẹ đâu. Bác ơi, con lại bác mà. Nghe lời bác về đi, con tìm lại nơi bác mà trao thân gửi phận cho xương tâm thân con. Bác ơi, con lại bác. Đi đi con. Nghe lời của cha, tâm thần sao xuyên, lễ sầu chẳng chứa. Cha đành tâm nỡ chia duyên con, buồn sao buồn. Con quyết thề trọn kiếp ở đây phương thờ đến trăm tuổi già, cho trọn cầm ơi. Cha chỉ sợ hương sắc trẻ tàn phai theo tháng năm dài chờ đợi. Con đừng qua xem nặng lời khi gửi, hãy quên đi lời hẹn ước bùi giao lại cuộc đời. Vì huynh ơi, em không thể buộc con mình vào cảnh khổ thảm cảnh này cho cha mẹ đã tạo ra. Chỉ vì lời hứa của mẹ cha ngày nãy con trẻ ra nông nỗi này. Giao hôn chị Phúc nghi từ đây coi như gió thoảng mây trôi qua rồi. Không, con thề trọn kiếp ở đây thờ cha cho trọn đạo, người yêu vẹn tình cao quý lắm một tâm hồn non dài. Vì nhà chồng giàu dãi nắng mưa, đau lòng lão nhớ bạn xưa. Sơn Tùng hỡi bây giờ còn đâu, biết lấy gì để làm lễ cưới cho hai con đây trời. Không, con không đòi xe hoa áo cưới, mà con chỉ cần một tấm lòng vàng. Từ độ giao 13 năm cách trở đôi đàn, nay quên đường con mất sớm, muốn giữ trọn lời hứa năm xưa. Cho ai con nên chồng nên vợ, đừng bẻ bàn lỡ vỡ nợ duyên. Con cúi lại nghe lời giao huấn, dù tìm chồng muôn dặm sơn xuyên. Nghe lời con, lòng bác mến thương dâu. Xưa Mông Cổ lan tràn gây chiến tranh, hiến cho cha con tuyệt đời một phần vinh viễn thiên.
mong gì thấy thân sinh lê sầu ứng tuôn rơi, con không cho đời bạc phước khi lá rơi xa cành trời màu đen như quá đêm không ngày, thôi hết trong hết mong trẻ tiền phụ thân cha không cha liên tiếc bay cho số kiếp trẻ thơ đời qua lắm bao khổ sầu nỗi đau chớ chồng nhìn con càng thêm thương. Thôi con khóc than ít gì, có câu tự giả biệt luận hà đắc phục sinh, thôi con đừng khóc nữa. Thưa cha, con muốn thấy. À, con muốn thấy mặt chồng con phải không? Dạ. Con hãy lại nhìn vào trong vòng. Trời, cha, đứa bé nằm trong vòng là là em ruột của chồng con đó. Sao cha chỉ nói cho con? Vì con muốn biết mặt chồng. Con chưa hiểu ý cha muốn nói gì. Cha muốn nói là anh em nó cùng chung huyết thống, vì sánh đôi nên giống hệt như nhau. À, giống hệt như chồng con hả cha? Phải. Ủa mà sao lạ vậy cha? Có gì đâu lạ. Nếu mà sanh đôi thì sao em con nó vẫn còn nằm trong nôi, còn chồng thì... Cha quên, lớn tuổi rồi lẩm cẩm quá, đâu có phải sanh đôi, vì anh em nó cùng chung huyết thống nên mới trùng sắc mặt, hai đứa nó hơi giống nhau như vậy mà. Vậy mà cha làm con hết hồn. Con chồng con đâu rồi cha? Thì đó. Đâu phải, con hỏi chồng của con mà. Mới đó cũng quên nữa rồi, thiệt là già hơi lẩn thẩn. Ôi con ơi, 3-4 năm rồi nó chưa có về nhà, vì nó đi rèn bút thép luyện kinh thi, đã mấy năm bằng bạc chưa có về. Rồi đến bao giờ anh mới về cha? Nếu muốn lão luyện uyên thâm phải có nhiều năm đèn sách. Phượng cầm con. Dạ. Con phải trải qua ít nhiều thử thách, cho mềm môi vì hương vị chua cay. Tại nơi nguyệt lão la lai, ngày mai chim phụng sẽ đậu cành đông ngô. Chắp tay con dài tư hồng, trăm năm chỉ quyết đợi chồng tương. Mỗi ngày nhìn đứa em trai, ngày sau khôn lớn sắc tài ngang nhau. Bác hai ơi, bác hai, bác có nhà không bác hai? Không sao, Phượng cầm con cứ tự nhiên. Ai đó? Cậu bá phải không? Dạ bá nè. Kìa bác hai, mạnh giỏi rồi bác hai. Ôi đau ốm liên miên cậu ơi, mới vài ngày nay thấy hơi khỏe. À chi vậy cậu? Dạ gặp bác thật là may, mấy ngày nay á khổ quá bác ơi, không đủ tơ dệt lụa giao hàng, bà con mới biểu sang đây nhờ bác quay giùm 3 mớ tơ. Ý không nổi rồi ra, trong người vừa mới khỏe, ngồi gì nổi mà quay cậu. Thưa cha cứ biểu cậu ấy để lại đây đi, con cũng biết quay và biết dệt nữa. Cha ơi, mớ tơ ấy đâu có bao nhiêu đâu, cha lãnh hết đi. Nếu còn á, cha kêu cậu ấy đem thêm nữa, con quay lẹ lắm mà. Vậy à? Thôi được, cậu cứ để đó đi, con nhỏ nó quay cho. Nếu được cậu sẽ đưa thêm, còn bằng không cậu tìm người khác vậy. Chắc cô hai quay giỏi lắm hả? Cái bàn tay đó thì khỏi nói rồi nha, mớ này có 4 cân 2 nghe cô. Bác à, cô em này là ai vậy bác? Ôi xa lạ gì đâu, nó là con của tôi đó. Hả? Con bác sao?
Ừ, từ lâu rồi nó về ở với ngoại. Hôm nay nghe tôi đau, ngoại nó biểu về thăm tôi đó. Không chừng nó ở luôn đây, vì thấy tôi yêu quá. Trời ơi, bác hai như vậy mà có con như vậy thật là... Thật sao cậu? Dạ, dễ thương. Bác thì già con lại quá xinh, mới nhìn vào ai chẳng đắm say. Đây lời ngay bá xin yêu cầu, nếu bác gả con bằng lòng đi cưới. Một năm tiền công bỏ ra xin làm liền, để trước tiền xin bác nên nhận tiền.
thấm thoát năm năm dài à, qua rồi nhường thoi đưa. Chị có gạt em gì đâu. Chị hai nói hôm nào em nghỉ học, chị đưa em đi thăm mộ mẹ. Hôm nay em được nghỉ, chị không dẫn đi. Con bắt con lại ông bài vợ, không phải chị gạt chứ còn gì nữa. Giữ hồn đó, có bao nhiêu đó à. Mà em cưng của chị cũng giận cũng hờn nữa. Nè, nghe lời của chị, lấy tập ra học đi. Học thật giỏi, thật ngoan. Chút nữa cha về ha, chị xin phép cha dẫn em đi thăm mộ mẹ, chịu không? Ý em nhìn chưa? Còn cha đi đâu rồi chị hai? À thì cha đi giao tơ như mọi bữa vậy chứ đi đâu. Vậy rồi mơ đâu chị thưởng cho em đi. Vì khi cha đi chị có đưa tiền theo, và dặn cha hãy ghé lại chợ chiều, kiếm cho em mất nhiều trái mơ chín chưa. Chị nói nào, cha đi lâu quá. Nếu không có mơ chỉ bắt đền cho em. Không thèm, không thèm, không thèm đâu chị ai. Chắc em. Thôi thôi mà, đừng có giận nữa mà. Nè, bộ, em không có thương chị hai sao? Chị khóc bây giờ nè. Trời ơi, em không thèm chị hai khóc đâu. Em cũng không giận chị hai nữa. Chị hai ơi, em thương chị hai lắm. Thì chỉ có chị hai nấu cơm cho ăn, chị hai ru em ngủ, chị hai còn quạt mũi cho em nữa. Rồi ai tắm cho em? Cũng chị hai chứ ai. Đây nè, áo quần cũng chị hai may nữa nè. Vậy tại sao em cứ làm buồn chị hoài vậy? Em hứa là em nghe lời chị hai hoài hoài, chịu không? Chịu. Được như vậy là chị hai vui rồi đó. Nè, bây giờ em ra sùng sao nha, hái cho chị một mớ rau lam, nghe không? Chị hai ơi, chị để cha về ăn cơm phải không chị? À, vậy là em ngoan lắm đó. Chừng nào cha về thì... Chị sẽ kêu em ra lấy trái mơ. Ngoan không? Ồ, hảo mỹ nhân! Chào ông. Ông là ai? Cảm ơn cô. Xin đừng gọi ông quá đáng, vì tôi còn trong lứa tuổi thanh xuân. Tôi biết kêu ông bằng gì cho phải phép. Thì ra cô nương chưa một lần nghe đến quý danh công tử Mã Thi, đứa con yêu duy nhất của bá hộ Mã Bình Kỳ Giang huyện. Thưa dân, vì tiện nữ không rành, xin công tử bỏ lỗi cho. Thưa công tử, vì chút việc nhà, gia thân vắng mặt, có lẽ xế chiều, người sẽ hồi gia. Nếu có việc chi cần, đúng giờ tí, xin trân trọng kính mời công tử. Hay lắm, hay lắm. Một ý kiến rất đẹp, không kém vẻ kiêu kỳ, rất tiếc.
là một nhung nhan kiều mỹ, không được bước lên vàng son nhung lụa. Công tử nói thế với nghĩa gì? Và tôi tin chắc rằng công tử đã biết tôi là gì trong ngôi nhà nhỏ bé của Trần gia lão Mai. Biết chứ, vì biết nên tôi mới tận tâm tìm đến để nhắc cho nàng nhớ là chúa xuân không đến hai lần, tội tình chi để bụi bám vào thân, đón hạnh phúc khi đêm tàn chiếc bóng. Công tử đừng nói nữa. Hãy nói chứ, nói để cho nàng biết là ta đã thầm yêu nàng. Lúc mới đến tôi ngỡ là người có học, nào dè đây lại là kẻ thất phu. Công tử, tôi dù sao cũng là gái đã có chồng, lời tán tụng sao không để dành che gái. Ta khuyên nàng đừng ngu dại, hãy chia tay đã tròn tưởng tình yêu. Giấc mơ xuân quyền ảo lắm nàng ơi, đừng bỏ qua đêm mình thao thức. Im đi, hỡi kẻ thất phu, đã lắm câu vô lễ, ngươi quả là người không cội rễ. Hay là không có ông có tìm và lưng đi của con người, nào đâu là tham giáo ngũ luân, chỉ học đòi theo thói vô nhân. Người đẹp ơi, không nên tử trọng, hay là nàng muốn chọc giận đến Mã Thi. Cánh hoa xuân sẽ không còn gì, khi cánh tay này đã dung lên. Người chớ mong quả giả đê hèn, đây có phải nào là rừng hoa. Thì ra nàng muốn kêu la để mà cầu cứu, để bảo toàn cánh hoa vô chủ. Giữa trời hương sắc đang khoe, và chiếu sáng cả bốn mùa. Đã xưng mình là con cháu nhà sang, sao lại giống như là con quan. Người ta đã yên rồi duyên phận, đến gian cầu sao chẳng ngủ hăng. Hỡi mơ chút nhan sắc của nàng, đâu kể gì phẩm giá cao sang. Hãy cầm đi hỡi kẻ si tình, cuồng vọng sẽ trở thành mèo mây. Ta sẽ là con hổ sáng giữa rừng thung, còn nàng chỉ là một con chéo bé nhỏ. Lại đây với ta người đẹp ơi. Câm lại, miệng nói tai nghe không biết hổ, cái hồn gì mà đáp kẻ đơn cô. Quả là lũ côn đồ, thiếu lương tri nhân cách. Đừng tự phụ để rồi không trách, sao Mã Ti này chẳng biết yêu quá. Ta sẽ trừng trị bất cứ kẻ nào chống lại ý ta. Và khi hài của người đẹp không, không thể thoát qua bàn tay của Vũ Bảo. Lại đây với ta, người đẹp ơi. Ai cứu tôi với? Buông ra. Đừng ơi. Buông ra. Của người thiếu nữ ấy đó. Bỏ tay lên, nhúc nhích là đổ ruột nghe chưa. Ta cho phép người quay mặt lại nhìn ai đây? Dạ dạ, đây, à, bấm nút tương. Ông hậu lại. Ai? Đứng lên, thẳng rồi. Cô nương, cô nương cứ yên tâm. Sao, tuy hạ của tôi đã làm gì xúc phạm đến cô nương? Nói đi, cứ thẳng lời tố cáo, ta sẽ trừng trị cho cô nương được vừa lòng. Dạ, tiện nữ xin đa tạ cao nhân. Bẩm cao nhân, ông ấy đã cậy vào thế lực quyền uy của cao nhân đến bắt ép tiện nữ cùng ông ta xe duyên can lệ. Thôi, ta đã hiểu rồi. Khốn kiếp, nhà ngươi đã hiếp mắt gì gương mặt nõn nà, làm sai lời chỉ dạy của ta. Là ngươi đem lại sự tuyệt vọng chán trường cho bản chức. Dạ bẩm tâm tướng. Dạy mẹ lại. Quân sĩ đâu? Trói Mã Thi đưa về, tổng giam vào ngục tối ghê chưa? Dạ bẩm tâm tướng. Đi. Tiện nữ nhờ cao quan đến kịp giải nàng,
một lại xin đáp tạ thượng quan. À, không, bổn phận chứ đâu phải là ân nghĩa. Hắn tên là Mã Thi, con của ba hộ ở vùng này. Cha của hắn bị quân Diễn Chinh của ta truất hữu gia tài, hắn xin theo làm bộ hạ dưới tay. Nhờ chút gió nghệ nên ta tạm cho đó làm phó tướng. Nhà của hắn có kẻ gia hầu là người đem tơ cho nàng quay thường bữa đó. Vậy mà ta mới biết rõ nàng từ thôn Sơn Thọ đến Nguyễn Kỳ Giang làm dâu cho một lão già tàn tật. Bẩm cao quan, tiện nữ chỉ vâng theo lời cha mẹ và cũng là lời nguyện ước khi xưa. Chồng đâu không thấy, đã năm năm phải quay tơ nuôi sống một lão già. Vì vậy trong thiên hạ dèm pha phỉ báng. Ngài bảo sao thiên hạ dèm pha phỉ báng? Có lý nào? Có lý chứ. Một lão già tàn phế, suốt đời núp trong mái tranh siêu bốn mùa. Còn thân số hoa sớm phai tàn, tình đầu mong ước nay đã lỡ làng. Nhìn chàng thêm đau đớn cho lòng tránh tờ hồng. Thương chàng bé thơ xót xa lê mơ, thương trẻ thơ dâu phiền, lòng già thêm buồn phiền. Lòng nguyện xót sắc yêu trong trốn niềm, vì lương duyên lứa đôi do trời đã định rồi. Con thề với cha sống yên bên cha. Ôi đau lòng phai tai vừa nghe dâu hiền phân qua, thương cho đời con mối duyên tình lắm đau thương. Kia trời cao sao túi chi, sao bài điều chi chi ly. Sông ngân ngăn cách trước ngư phân kỳ. Chị hai ơi, đất sao em tắt lửa rồi. Chị em cha ơi, con khổ lắm cha ơi. Trần chi con? Dạ cha kêu con, má hết chảy rồi, cha ra sau tắm đi cha. Trần chi con ơi, Dĩ Phương cầm nó là. Cha, con lại cha, con lại cha. Cha ơi, cha để cho Trần chi vui chơi ăn học, con sẽ tạo tầm mưa nắng sớm hôm. Biết Trần chi được lớn nên người, và hữu dụng mai sau hương lửa đôi cha. Trời ơi, tội nghiệp cho dâu tôi. Trần chi con? Dạ. Cha muốn rằng sau khi cha nhắm mắt, tất cả mọi sự trong gia đình cha đã giao cho vợ. Không, cha giao cho chị hai con. Con phải nghe lời, lúc trưởng thành con được nên người. Chỉ con sẽ kể lại những gì cha đã dặn. Cha. Và con phải vâng theo ý định của cha, để cha được vui lòng nơi chinh xuôi nghe chi. Cha ơi, dù cha không dặn nhưng con cũng phải nghe lời. Như vậy là cha mãn nguyện lắm rồi. Cha mong trời độ cho dâu tròn nguyện ước. Cha, lòng con nát tan từng cơn, nhìn cha
cha từ đây dứt căn, do quá công an bài đành rồi, về cõi âm lạnh xa trần gian. Lễ tàn đành sao vui bụi người lòng đau. Cha chết đi khi con chưa tròn căn duyên. Cha ơi, khi trẻ biết ra người chồng mà con vừa gặp mặt thì nụ cười của cha không còn nữa, và rèm mi khép lại dưới thân xác khô gầy. Hồn cha sẽ linh thiêng phò hộ cho đứa dâu hiền. Nếu thương cha con hãy tạo tần hôm sớm lo cho chồng, ôm mà cho em con học hành để cho cha được yên vui. Lòng cha đau đớn lệ trào, con đâu rõ thâu nỗi niềm đau đớn. Hai con vừa biết mặt nhau, âm dương hai ngã ngàn thu chia lìa. Cha ơi cha. Phương Cầm. Dạ. Con hãy nhớ rõ những lời cha. Cha ơi, cha đừng bỏ con về. Quân sĩ, chúng bay ở ngoài đợi bản chức, để ta vào thăm viếng Trần huynh nghe chưa? Có ai ở nhà cho lão hỏi thăm? Dạ, con... con kính chào thượng quan. Cảm ơn cháu. Cháu đây là... Thưa ngài, cháu là trưởng nữ của Trần quân, danh gọi Phượng Cầm. Ngài muốn hỏi... Cháu cứ gọi ta là thúc phụ, vì ngày xưa ta và cha cháu là đôi bạn thâm giao, cùng là tình chiến hữu. Này ta ghé thăm cha cháu đó. Thưa ngài, cha cháu đã... Đã thế nào? Sao cháu khóc? Nói đi cho chú nghe coi. Thưa thúc phụ, cha cháu đã mạng phần. Trời! Cha cháu đã chết. Trần huynh ơi, cô em là chú các quan về viện thăm anh đây. Trần can chứa trang não cân già rời, để huynh tình thâm lìa xa. Nhớ lúc xưa trong giặc ngoài xâm, hào khí bốc cao tay kiếm tung quanh hào hùng. Gươm nối gươm lưng đầu lưng ngăn giặc quân Mông, mau tuôn rơi chí kiêu hùng nào sơn gắn. Lưu thế nhân danh rền Trần quân, lập bao chiến công tên tuổi non sông vang lừng. Từ bỏ vinh hoa sống thanh đạm trở về quê xưa, hy sinh cho đời.
anh trở thành phế nhân. Trần Huynh ơi, con cảm tạ hồng ân đói cứu, nhỏ đôi dòng lệ khóc người xưa. Cháu đây là trưởng nữ, còn đứa bé trai kia? Thưa chú, đứa bé ấy là Trần Chi. Lại là con trai út, vậy cũng là may mắn, sẽ có người kế tự hậu lai. Trần Chi, người này là dì của cháu. Thưa ông, chị hai của con đó. Ngoan lắm. Thưa thúc phụ, hiện giờ cha cháu chưa yên, cháu thật đau lòng xót dạ. Cháu cứ yên tâm, chú sẽ lo cho cha cháu được mồ yên mã đẹp. Quân sĩ, chuẩn bay hãy đem xác Trần Huynh ta để lên chiếc võng và nhanh chân nội nhật đảo gia trang bản chức, nghe chưa? Còn hai cháu, tứ cố vô thân sẽ về đâu? Dạ, chúng con tứ cố vô thân không biết đâu được tựa. Thôi được, hai cháu hãy theo chú về kinh lo Trần Chi trong việc học hành, mọi sự chú sẽ bảo toàn chu tất. Này hai cháu, hai cháu hãy sửa sang, thu xếp hành trang, theo thúc phụ xuống đất kinh thành, để cho Trần Chi sớm hôm lo kinh sự, trở thành người hữu dụng mai sau. Lời thúc phụ cháu đâu dám cãi qua, Trần Chi hãy vào thu xếp bút nghiêm, tạ ơn thúc phụ nguyện khắc cốt ghi thương. Về đất kinh thành, mong Trần Chi sau này sẽ được nên danh. Quân sĩ hồi kinh. Sứ kinh mong chờ làm đẹp lòng cha ở cõi âm, áo quan mang về làm vui cho gia đình, cầu mong ban phước cho con. Lo cho duyên đôi mình, giờ đời chàng mang áo tân quan, nếu duyên lơ làng mà em chớ theo chàng đợi em, chỉ có Trần ca. Gần đến giờ thi, chắc trong người anh mệt lắm phải không? Nè Trần ca, sao em đã sắc xong, anh uống đi để cho tinh thần thêm sảng khoái. Cảm ơn Loan muội đã hết lòng lo lắng cho huynh. Kìa, em cười gì? Em cười là gì? Em sung sướng sắp đón mừng một vị tân quan làm đẹp mặt gia đàn và rạng danh tông tổ. Loan muội sao chắc được, khi bước thang mây còn ảo mộng, khi nắm vào trong tay mới biết được tương lai em à. Nhưng Loan tin chắc kỳ thi này
anh sẽ đáng mặt sau mày, vì thân phụ là giám khảo kia mà. Đành vậy, nhưng dưỡng phụ Thanh Liêm minh chánh, tuy đỡ đầu nhưng phải có thực tài. Em tin rằng anh có tương lai, vì thân phụ đã biết qua sức hậu. Loan ơi, anh nào ước qua đầu chiếm giải, để đẹp lòng em đã chờ mong. Trần Chi, tình đôi ta chẳng ngăn núi cách sông, mà sẽ được triền miên vĩnh cửu. Loan muội, Trần Chi. Gần nhau bền lâu, câu trúng mai quả chẳng lìa xa, gió bới cha hứa ra. Áo không canh chàng vinh sang, lễ tân quang mừng duyên nàng. Đá vàng tròn câu thủy chung, trước đã bên sao bền hương duyên. Vì mong sao cho tròn hương nguyện, nhưng lòng này em đang quá lo. Vì chỉ thường khuyên rằng lòng em càng cho anh cưới nàng nè, nhưng em e cho phú phàm. Em sợ gì? Bởi vì lòng nương tí thường rằng khuyên bao chi lanh loan. Bao lời loan phân cha hứa ra, chỉ hai nào hay. Trần Chi, em mong muốn trời ban nhiều hạnh phúc, đừng để cho Chi phải xa Loan. Loan ơi, ngày mai hạnh phúc ngập tràn, tình đôi lứa mình tròn mộng thắm. Ý chết, hồi nãy giờ máy trò chuyện mà Loan quên mất hả? Gần đến giờ thi, thôi anh ráng chờ Loan nha. Loan sửa soạn rồi anh đi ha, kẻo trễ phụ thân quở phạt đó. Đây, sách vở, bài thi em đã sắp sẵn. Loan, anh cảm ơn em. Em nên vững niềm tin. Loan chúc anh nhiều may mắn. Tạm biệt Loan.
đã 10 năm rồi. 10 năm chẳng lễ sầu rơi đêm dân, một mối tình câm lặng không nói được nên lời. Tiếng nhạc sầu trong cô tịch chơi vơi, kêu lẽ bạn cuối trời nghe thê thảm. Tuổi xuân mộng trần chi 18, còn phương cầm thì đã qua 30. Nói đến chuyện yêu đương e thấy sự chê cười, còn ngậm miệng trọn đời riêng cay đắng. Tim bâng khuâng ước vọng một lời yêu đương, mười lăm năm qua con tim đã héo hắt mỏi mòn, mong ngài thành tựu vuông tròn. Lệ thương sầu buồn tuôn theo ước mơ, sao riêng mình cô lẻ mơ vơ. Muốn nói mà lòng nghe tôi thương, thôi cam đành vùi dập cách đào tơ. Kìa chị hai, sao chị không chải lại tóc ướp nước qua thơm mà lại thẫn thờ tỏ ra buồn bã vậy? À, kìa em Loan, em sắp đi đâu mà trang sức lộng lẫy huy hoàng quá vậy? Em đố chị hai đó, chị đoán thử xem. Chị chịu thua chứ làm sao biết được em sẽ đi đâu. Vậy mà cũng không biết nữa à? À chị biết rồi, em đi làm đẹp phố phường và tìm mua trang sức phải không? Không, không phải chị đâu. Chắc rồi, em đi đón anh Chi. Em đi đón Trần Chi. Chị hai ơi, em muốn nói với chị một việc mà em sợ chị la rầy cho nên nên không dám nói. Loan muội, đã 10 năm rồi chị về đây tá túc và chung sống cùng em, hình như chị chưa có gì làm cho em phật ý. Dạ đúng rồi, em nói hợp vậy thôi chứ em biết chị hai thương em nhiều lắm. Có khi nào chị hai lại làm tan vỡ hạnh phúc của em đâu? Hả? Chu Cát Loan, em nói gì chị chưa hiểu? Hạnh phúc của ai? Thì của em với anh Chi á. Em với Trần Chi nghĩa là hạnh phúc của hai em. Dạ phải. Là vì em yêu quý Trần Chi đã bao lâu rồi, chỉ mong ngày tháng dần trôi, ngày ứng thì đã đến rồi. Trần Chi tên anh được ghép bằng son vàng, không bằng lòng cho em làm vợ của anh Chi sao? Có chứ. Chị hai nói có mà chị hai nói có làm sao chứ? Có bằng lòng cho Trần Chi cưới Loan làm vợ, nhưng em phải nói cho chị biết là Trần Chi có yêu Loan không đã. Chị quả thật là lẩn thẩn. Có chứ bộ. À có mà có làm sao? Em biết rồi, chắc anh Chi sợ bị chị rầy á
nên tâm tình không thổ lộ phải không? Chứ có lần có làm sao? Chị đừng có cười em nha. Có lần á, ảnh hôn lên mái tóc em nè và thỏa thẻ rằng sao em nói cho chị nghe, chị nóng muốn nghe lắm chị. Em nói đi, để từ từ rồi chị tính. Anh nói vậy nè: đây tâm quyết em xin thề, trên có cao dài, lòng không dời hai, duyên trút mai không rời. Sao Trần Chi, trời ơi, có thể phản bội tôi được sao? Đâu có, ảnh đâu có phản bội với em đâu. Nhưng mà ảnh chỉ sợ chị hai rầy ảnh. Ảnh còn nói nhưng thôi, em không dám nói nữa đâu, em sợ chị hai buồn. Không không, em cứ nói đi, em nói đi, em nói thật tình cho chị biết, rồi để từ từ chị tính mà. Vậy ha, anh chỉ nói với em là Chu Cát Loan ơi, hoàng hậu của lòng anh ơi, đừng có sợ, chị hai thương em nhiều lắm. Em Loan vẫn tin nơi anh suốt đời, chỉ yêu có em, tim này anh quyết trao về em, người thương á trọn đời. Ngày mai hiền ti phải xa lìa ta, vì người phải đi theo chồng. Chồng mà phí bỏ cả cuộc đời, chịu không biết bao nỗi niềm cay đắng. Chị đã theo chồng lâu lắm rồi em mà. Sao chị hai đã theo chồng hồi nào đâu? Chị và anh Chi đến đây chỉ có hai chị em hà. Mà đã theo chồng sao chị hai còn? Chị thương anh. Không, vì thương hai em nên chị còn nâng nâng. Mà cưới hỏi hồi nào? Sao chị hai không cất chiếc áo cưới để dành lưu niệm chứ? Áo cưới chị không có áo cưới em mà. Hay nói trăng là không bao giờ chồng chị. Sao vậy chị hai? Vì chị bạc phận vô duyên, có chồng không lễ cưới, như người trong thiên hạ. Nếu không có lễ cưới chị hai đừng có buồn em nha. Chắc tại chị yêu. Không, không, chị chưa biết yêu là gì, nhưng vì lời giao hẹn của đôi bên cha mẹ, và khi chị đã biết yêu thì thương chúng em nên nấn ná chứ gì. Thôi chị hai ơi, chị đừng có đi đâu hết á, anh chị không muốn xa chị, mà em cũng vậy nữa. Chị hai nên nhớ là không có gia tài sự nghiệp, có mấy ai đem tình yêu chân thật giao trọn cho người mình yêu đâu. Hoặc giả họ chỉ lợi dụng trong thời gian nào đó à, rồi họ cũng đi tìm những gì đẹp đẽ để họ tương tiêu. Thì tình yêu của kẻ nghèo là chợ chiều 30 Tết, nó xác xơ lạnh lẽo làm sao. Tình yêu của kẻ nghèo sẽ lạnh lẽo xác xơ như chợ chiều 30 Tết. Họ chỉ lợi dụng trong thời gian nào đó, rồi họ sẽ đi tìm những gì đẹp đẽ để tưng tiêu. Ôi chị hai à, chị đừng có đi đâu cho khổ hết á, chị ở đây với hai em. Anh Chi thi đỗ á, hai em sẽ nuôi chị nè. Nếu hai em có con á thì chị
chỉ có cháo ẩm bồng tương tiêu, có phải là hơn không? Chị sẽ ru nó ngủ để đổi lấy hộp cơm thừa. Không, chị đừng có nói vậy. Không bao giờ anh chị đối xử như vậy với chị đâu. Chị ăn cơm chung với chúng em mà. Để rồi nhìn hai người tấp xây hạnh phúc, chị sẽ nghe lòng mình rạn nước đau thương. Mình với bớt khổ, khi chồng phụ bạc vô tình sang ngang, bỏ rơi lại kiếp hoa tàn, chỉ đâu dám trách ai, chỉ tự trách cho mình. Chị đâu có đi đâu. Vậy chứ sao chị nói gì xuất gia? Chị nói xuất gia không phải đâu, em đã nghe nói lầm rồi. Chị nói là xuất gia chứ đâu phải xuất gia. Vậy hả? À, chị hai ơi, anh Chi và cha về rồi kìa. Dạ, dạ cha, cha mới về. Cha miệng lễ cho hai con. Phương Cầm con, cha cho con hay một tin mừng là Trần Chi đã đậu rồi đó con à. À, đậu rồi hả? Con mừng quá cha ơi. Đậu rồi, đậu rồi, Trần Chi đã đậu rồi. Trời ơi, đã 10 năm tôi nuôi hy vọng, nay sự thật đã đến rồi. Cha ơi, Trần Chi đã đậu rồi, cha ơi. Cha ơi, để con vào trong thay đổi xi mi để tiếp Trần Chi thi đậu nha. Chị hai, kể từ nay chị hết buồn và hết khổ vì em đã thi đỗ quan cao phải không chị hai? Coi kìa, sao chị không vui mà lại buồn? Chị buồn là gì? Cha và mẹ không còn tại thế để mừng vui cho đứa con ngoan, đem hiển dinh trở lại gia đàn vì tưởng niệm, nên chị mới buồn mới khóc. Thôi nè con, cha khuyên con đừng nên sầu khổ vì kiếp chết là kiếp hết. Vì có câu tử giả biệt lẫn chớ hà đắc cuộc sinh, con đừng buồn bã mà gieo khổ cho mình. Đã lâu rồi chờ đợi có ngày hôm nay thì hai con đừng bi ai. Cha tin tưởng vong linh của Trần Huynh cũng yên già và yên lòng an nghỉ nơi chính. Lời cha khuyên con trẻ để lòng, nào dám phiền lụy cha. Chỉ con nên cho gia đình dọn dẹp trong nhà và cất tuổi đèn qua. Vì cha có mời quan khách đến dự mừng đại lễ đăng khoa. Nè chúng con, tôi sắp đặt việc nhà để cha sang qua dinh mời luôn quan tuần vũ. Thôi chúng con coi lo để cha đi nha. Dạ. Cậu Chi. Dạ.
chị kêu em. Cậu, tôi muốn hỏi cậu, cậu xem, cậu xem tôi có già lắm không cậu? Ai, ai bảo chị già? À, vậy à? Nhưng mà trông chị hơi gầy và đôi mắt u buồn, dường như chị có nỗi niềm không nói được, phải không chị? Cậu trông tôi gầy lắm sao? Lúc này trông chị hơi gầy, nếu không phải là chị em, trông vào chị cũng tưởng chị cỡ... Cỡ bao nhiêu vậy cậu? Cỡ chừng 40 mấy à. Trời, tôi già lắm sao cậu? Tại vì chị không thoa xoan điểm phấn để tăng thêm vẻ đẹp đài trang. Em muốn sao cho chị được rực rỡ huy hoàng, để có kẻ nhắm vào, sai đắm, rồi họ sẽ mượn người mai mối. Cho ai vậy cậu? Cho chị chứ cho ai? Cậu, bộ cậu muốn cho tôi có chồng lắm sao cậu? Chứ không lẽ chị ở vậy suốt đời, để vong hồn cha ngậm hờn nơi chín suối à? Không, cha không buồn, mà trái lại, cha còn vui vẻ nữa cậu à. Nhưng chị làm như thế là chị tự giết cả cuộc đời của chị. Em thì lúc nào cũng muốn cho chị được hạnh phúc, chứ em không muốn cho chị buồn. Có thật vậy không cậu? Cậu, cậu có biết là tôi khổ vì cậu không? Em biết chứ. Cậu biết à? Em biết là chị thương em. Chị hai, em muốn nói với chị. Cậu muốn nói gì? Chị hai à, chị tha thứ cho em nha, vì từ lâu em cố giấu chị, vì em và Loan muội đã... Không, tôi không muốn cậu làm như thế, cậu nghe chưa? Kìa, chị hai, chị không thuận ý cho em với Loan muội nên nghĩa vợ chồng sao? Tôi không muốn cậu yêu Chu Cát Loan hoặc giả một cô gái nào khác cả. Chị... Vì sao? Xin chị cho em biết lý do. Lý do? 10 năm chúng ta sống trong nhà quan Tùng An đã nặng mang ơn nghĩa cao thâm, vì người như bậc sanh thành, và chúng ta chưa đáp đền muốn một, mà cậu lại đưa Loan vào đường ái ân dũng trộm, có tốt đẹp gì đâu. Nếu một mai quan Tùng An hay ra thì... Em tin chắc người không quở phạt. Cậu muốn nói gì? Em muốn nói vì có lần người đã nói với em rằng: Trần Chi, con ráng lo xuyên học, ngài đỗ đạt làm quan, ta sẽ nhận làm rể đông sàng. Là rể đông sàng? Dạ. Không, cậu không có quyền. Cậu không có quyền cãi lời cha chỉ dạy. Cãi lời cha là bất hiếu, cậu nghe rõ chưa? Chị, sao chị không nói cho em biết ý định của cha? Em sẽ làm vui lòng thân phụ. Nói đi. Coi kìa, sao chị không nói? Cha đã dặn khi Trần Chi khôn lớn thì tôi là... Chị là... thế nào? Nói đi. Nói đi chị. Tôi phải chăm lo cho cậu thành tài. Vậy thì sự thi đậu của Chi đâu phải là gian dở. Em đã làm đẹp ý cha, còn việc cưới vợ cho ai không là ý riêng của chị. Nhưng xin chị tha tội, vì em yêu Loan thì em phải cưới Loan. Cậu nói gì? Cậu sẽ cưới Loan? Khốn nạn, đồ phản bội! Ô kìa, chuyện gì thế Phượng Cầm? Sao con lại đánh em? Em nó đã thi đỗ rồi, con không mừng sao? Thưa thúc phụ, cũng vì chuyện con và... Và Cát Loan phải không? Dạ. Sao Phượng Cầm, con không thuận ý à? Vì thúc phụ là vị ân nhân nên chị hai con sợ ngài khiển trách. Chúng con là kẻ vong ân bội nghĩa. Thì ra là thế, khôn ngoan lắm. Ý nghĩ của Phượng Cầm thúc phụ rất khen. Này Phượng Cầm, không có gì cháu phải quan tâm. Thúc phụ định nói với cháu là ngày nào Trần Chi đỗ đạt, lão sẽ ăn mừng lễ đăng khoa và luôn tiện nhận Trần Chi là rể quý. Trần Chi sẽ là rể đông sàng. Còn cháu sẽ ra sao khi Trần Chi cưới vợ? À, cháu thì chú sẽ tìm nơi xứng đáng. Dạ không, con không cần chi cả, miễn Trần Chi. Này, cháu nghĩ sao?
Con xin nhận lời thúc phụ đã thương tình cho hai trẻ đẹp đôi. Vậy là đẹp lắm rồi. Thôi, cháu ở đây, lão vào trong sửa sạn trà rượu đãi khách. Nay là mừng lễ đăng quang, sau sẽ tuyên bố lễ du quy cho ái nữ. Trần Chi, dạ, vào thay đổi CV lo tiếp khách. Dạ. Chi. Chàng nên yêu dịnh lòng.
trời ơi, tôi nào phải có cây sắt đá, sao trời đành để ly ta. Cha ơi cha, nguyện ghi ký chúc thư cha để lại mấy hàng, nay nó lại trở thành vô nghĩa. Lòng quặn thắt từng cơn đau thâm thía, ở đây chi cho tuổi phận hồng nhan. Con đọc lại lời cha trong lúc sắp ly trần, rồi con sẽ tìm về cõi chân. Thà là đừng quen biết chi không yêu được cánh hoa rơi đã tàn phai vì mưa gió thay mùa. Đọc lại lời của cha mà con luôn thẹn thùa, nếu đưa ra tờ bát tử tuổi cho phận mình xô xí già nua. Dưới mái tranh nghèo đưa dòng quê tư, cháu em bảo là dấu hèn dở thao. Thà cam chịu nát tan lòng trinh nữ, cố gắng hy sinh cho trọn chữ phu tùng. Cha, con không còn can đảm nào, mặt mũi nào làm vui lòng cha nơi chính xuôi. Trần Chi chàng ơi, em xin vĩnh biệt. Phương Cầm à, Phương Cầm. Ủa, cái con nhỏ này đâu rồi kìa? Phương Cầm, Phương Cầm à. Cát Loan, con kêu chị con vào phụ với con lo trang điểm, vì gần đến giờ hoàng đạo rồi đó. Dạ thưa cha, con đi ngay.
sự thật là như vậy sao? Dạ thưa cha, con đi tìm chị hai không gặp, không biết chị hai đi đâu nữa cha. Đây, con đọc đi. Dạ, thưa cha. Coi kìa, có chuyện gì mà cha và vợ con có vẻ ra chiều buồn bã? Chuyện gì vậy Loan muội? Đây, anh hãy đọc đi. Trần Chi hỡi, 15 năm lẻ tôi ôm hoài bao, để đến giờ gặp hay thương đau. Tình đôi ta chẳng vẹn cho nhau, xin hãy chờ đợi trong kim khang. Một mối tình tan nát, có phải chăng là giấc mộng lương hoàng? Nếu không tại yêu chàng, đâu dám vỡ kiếp hồng nhan. Gạt gẫm chi nhau đi hủy hoại cánh hoa tàn. Trần Chi hỡi, em xin vĩnh biệt, dĩ phượng cầm bút ký. Trời ơi, có thể nào như thế này sao? Xem thơ xá thân ra rời, tâm thần nào cần hãy kinh. Nhưng làm sao có thể tình, nào ai biện minh trắng đen sự tình. Vì từ lâu hiền tỷ sống chung cùng em, ngày ngày tháng qua em thì đậm đà. Nhưng rồi thơ tình nề phơi bài lá lại chi cao dài. Không thể nào như thế được không? Anh chị hãy nên tình tầm, cố nhìn để xem qua đây là gì ghi chút thơ mà chán trần quân lưu truyền. Người sau khi chớm có trôi trăng cùng dâu, ngày nào trẻ thơ nên người à. Phương Cầm dấu hiền song thân đã đính hôn với Trần. Di ký chúc thư, đây con hãy đọc đi. Hiền tức dĩ phượng cầm, cha mượn giấy viết để thay lời trắng trôi. Cũng như cha đã nhận tội cùng con, Phượng Cầm ơi, duyên tơ tóc mà cha mẹ đã định bề, là đứa trẻ lên ba mà năm năm con hoài bão. Trần Chi và dĩ Phượng Cầm là đối bạn do cha mẹ định đoạt. Khi con đọc mấy hàng chữ này là cha đã thác, con hãy nhớ vào lòng, Trần Chi là bạn trăm năm, Trần Quân Ký Bút Cha. Cha ơi, mỗi lời trăn trối của cha là tim con như tắc nghẹn. Phượng Cầm ơi, anh chị biết nhân gió cùng mây đến tận người xưa bằng vàng lời ngàn tra. Phượng Cầm ơi, anh chỉ biết nhân gió cùng mây đến tận người xưa bằng vàng lời ngàn trái đau lòng. Phượng Cầm ơi, khúc nhạc lòng muôn thuở không bao giờ để cho gian dở ân tình. Các loan ơi, vườn tim anh đã có
sắc nhưng mà đẹp xinh. Nhưng đẹp nghĩa đẹp tình chăn vui thì bướm đời còn rẽ lối về đâu. Khép tim sầu chờ đợi từ lâu, buồn thay lá chết qua sông giấc giờ. Sống yêu khung xanh vợt tim mây chiều, chim xanh bạc lối đỏ chia tờ lòng. Lão rất mến con người cao quý, biết tìm đâu gặp lại lại cha thứ tội. Loan ơi, xin Loan chớ hờn anh. Tình đôi ta chẳng vẹn yên quanh vì lời hứa mẹ cha ký thác. Con không màng quán tước, nguyện tìm gặp Phương Cầm. Khoan đã, Trần Chi con, con cần nên bình tĩnh để cha cho người chia khắp nẻo để tìm. Cha sẽ tác hợp lương duyên và cha bằng lòng cho con Loan nói làm thứ thiếp. Gia đình đâu? Chúng bay đôi mưa đứa chia khắp nẻo đường tìm cho gặp cô hai. Nếu ai tìm được về đây ta sẽ trọng thưởng, nghe chưa? Cha ơi, con chỉ sợ Phương Cầm vì tuổi phận nên quyên sinh cho rảnh cuộc đời. Không đâu con ạ, con đừng nên nghĩ quẩn không nên. Theo cha nghĩ thì Phượng Cầm nó dám vào chùa thí phát lắm mà. Cha, bây giờ con mới nhớ lại cửa phòng của chị con. Cửa phòng của chị con ra sao? Dạ thưa cha, cửa phòng đóng chặt từ lâu. Hả? Cho gia đình vào phá cửa phòng lẹ lên, lẹ lên. Phương Cầm ơi, Phương Cầm ơi, sao chị, sao
sao em ra nông nỗi này Phương Cầm? Chị hai, chị nỡ nào? Phương Cầm con, chú có lỗi với con, chú có lỗi với con mà. Phương Cầm ơi, Phương Cầm, Phương Cầm ơi. Ôi trong qua thì thế tái tê, ai nghĩ chi ngàn trái đau lòng thay. Tranh bay trời cao sao an bài, trên dương thế ta không gần nhau, xuống âm thì ta cùng yêu nhau, sống chết bên nhau. Cảm ơn quý chung một Cầm. Phương Cầm. Loan. Dạ. Chị chúc em nhiều hạnh phúc. Chị hai, chị đừng nói vậy, em thương chị nhiều lắm mà. Phương Cầm. Cậu không Trần Chi. Phương Cầm. Giờ phút cho em xin được gọi tên. Dạ. Cầm. Kìa bến mơ loạn chờ đợi chi, họ lái sang con thuyền, bến yêu đương loạn trong chờ người tình. Tàu trời nàng bến duyên chúc mai qua đôi, cho đến khi bạc đầu thắm hương duyên trọn đời. Ôi nào cần rơi giá tơi bời im lòng đã xác em lòng đau buồn hết mong trùng